Đại gia Sài Gòn hiếp dâm nữ sinh du học Mỹ chỉ là té úp mặt vào vùng mông. Thưa quý vị, theo một văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7, trích dẫn lại lời khai của bị can thời điểm bị bắt giữ vào năm 2017, cự không thừa nhận hành vi dùng vũ lực với nạn nhân, cũng không thể hiện hành vi hiếp dâm hay dâm ô mà chỉ nói đến như một tai nạn, lóng ngóng nên té úp mặt vào vùng mông. Liên quan tới vụ việc, một du học sinh Mỹ tố cáo bị anh rể hờ, xâm hại đang được cơ quan công an phục hồi điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bị can Lê Phú Cự, sinh năm 1968, ngụ quận 1 để điều tra tội hiếp dâm. Nạn nhân là chị btt sinh năm 1993, là một du học sinh đang theo học ở Mỹ. Trước đó, phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi điều tra vụ án hơn một năm nay và đầu tháng 4 năm 2019 đã khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Chiều ngày 13 tháng 4, cây đang lẫn trốn tại một chung cư cao cấp ở quận 7, cựu bị cảnh sát công chế mang về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Sự việc nói trên xảy ra vào năm 2015 và đã được công an quận 7 khởi tố vụ án hiếp dâm, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với cự vào tháng 11 cùng năm. Thế nhưng một điều khó hiểu là viện kiểm sát nhân dân quận 7 lại ra quyết định hủy bỏ khởi tố bị can. Vụ án sau đó cũng bị đình chỉ điều tra do hết thời hạn theo quyết định vào tháng 1 năm 2016 cho tới khi được phục hồi điều tra vào tháng 1 năm 2018 do có đơn tố cáo từ phía gia đình nạn nhân. Lật lại thời điểm, cự bị công an tạm giữ để điều tra vào tháng 11 năm 2015 theo văn bản số 49 trên VKS B2 vào ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 được báo chí đăng tải đã trích dẫn lại lời khai của nghi can này theo đó cự không thừa nhận hành vi dùng vũ lực với bị hại lời khai của cự cũng không thể hiện hành vi hiếp dâm hay dâm ô mà chỉ là tai nạn lóng ngóng nên té úp mặt vào vùng mông nạn nhân cự về phòng ngủ của mình thì thấy btt em vợ đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định dâm ô lấy điện thoại chụp ảnh vùng mông của bbt và làm rớt điện thoại trên người btt đang nằm ngủ nên dùng tay chụp trúng người btt và té úp mặt vào vùng mông btt vụ án sau đó đóng bằng bởi viện kiểm sát nhân dân quận 7 cho rằng, bản thân nghi can không thừa nhận hành vi phạm tội, ngoài lời khai của cự không có nhân chứng trực tiếp nào khác, đồng thời V, em họ của T, người xuất hiện ngoài cổng nhà thời điểm xảy ra vụ việc cũng không trực tiếp nhìn thấy sự việc. Trong khi đó, theo điều tra giữa năm 2015, chị T nghỉ hè nên từ Mỹ trở về Việt Nam để thăm gia đình. Chị T ở tại căn nhà ở khu dân cư Phú Mỹ phường Phú Mỹ, quận 7. Được biết ông Cự đã có gia đình, có quan hệ tình cảm với chị gái của Tây, dẫn đến có hai con chung và gia đình xem ông Cự là con trẻ trong nhà, ở chung tại ngôi nhà nói trên. Trưa ngày 6 tháng 7 năm 2015, chị Tây đang ngủ trưa tại một phòng trong căn nhà, bỗng phát hiện có bàn tay sờ mó và nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. Nữ du học sinh thức giấc thì thấy Cự không mặc quần áo, sờ mó mình, khoảng sờ chị la lên thì anh rễ đè chị xuống giường hồng thực hiện hành vi chị tê chống trả đi lại cửa sổ phòng để kêu cứu thì đúng lúc này nv là em hỏi chị t vừa về nhà đứng trước cổng cự vội kéo chị t và nói với v là nhà cấp điện nên không mở cửa được chị t dằn co tìm cách thoát thân thì cự chụp lại uy hiếp dọa giết chị cùng với cả nhà nếu như chị t tiết lộ vụ việc nữ du học sinh hoảng sợ gật đầu rồi chạy xuống dưới nhà lúc này v leo cổng rào vào trong nhà cự lấy xe ô tô rồi đi ra khỏi căn nhà chị t sau đó đã nhờ bạn tức tốc đưa ra sân bay quay trở về mỹ khi quá cảnh bên Hồng Kông, chị Tê đã gọi điện kể lại sự việc cho gia đình. Gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi của cự tới công an. Chị Tê cũng thông qua tổng lệnh sự quán ở Mỹ gửi đơn tố cáo người anh rể hờ và trở về Việt Nam trực tiếp đi tố cáo về hành vi hiếp dâm, uy hiếp, đe dọa giết người tới các cơ quan. Hiện phía cảnh sát đang tiến hành truy xét bị can, điều tra và làm rõ vụ án. Vụ du học sinh Mỹ bị hiếp dâm, truy nã anh rể hờ Lê Phú cự. Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ du học sinh Mỹ tố cáo bị anh rể hờ là đại gia hiếp dâm mà phóng viên đã phản ánh. Diễn biến mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã bị can Lê Phú Cự, sinh năm 1968, ngụ quận 1 về tội hiếp dâm. Được biết, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi điều tra vụ án hơn một năm nay và đầu tháng 4 năm 2019 đã khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đây là vụ án được dư luận chú ý cũng như nhiều cơ quan tố tụng trung ương quan tâm khi gia đình nạn nhân tố cáo có nhiều vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra. Nạn nhân bị xâm hại là chị PTT sinh năm 1993. Thời điểm bị tấn công tình dục là vào đầu tháng 7 năm 2015. Chị T là du học sinh Mỹ nghỉ hè về thăm nhà. Như phóng viên đã thông tin, Lê Phú Cự dù đã có vợ con nhưng có quan hệ như vợ chồng đối với chị gái của chị T sống tại ngôi nhà ở khu dân cư Phú Mỹ, quận 7. Sau đó, gia đình chị T coi cự như con rể trong nhà. Theo tố cáo của chị T và điều tra của công an, trưa ngày 6 tháng 7 năm 2015, chị T nằm ngủ trong phòng ở tầng 1. Mọi người đều đi vắng. Chị T bất ngờ giật mình thức giấc khi có ai đó chạm vào vùng kín. Mở mắt, chị T thấy anh rể hờ là ông cự đang không mặc quần áo, áp sát người chị. Ông cự đè mạnh chị T xuống giường khiến chị hoảng sợ, vùng vẫy và kêu cứu. Chị T chống trả lao đến chụp điện thoại nhằm gọi điện cầu cứu nhưng bị ông cự chụp lại. Theo chị T, ông cự lớn tiếng đe dọa, bây giờ muốn chết không? Phải mất một lúc quyết liệt vùng vẫy, chị T mới thoát ra ngoài, lao đến cửa sổ và la lớn. Lúc này, người em họ NV về đến nhà, đứng trước cổng, chị T nhoài người ra nói lớn, cứu chị với. Những lời khai của chị T thể hiện, ông cự chụp chị T kéo lại vào trong phòng và thò đầu ra cửa sổ, nói vọng xuống với chị V đợi anh hai một chút, nhà cung điện nên không mở được cửa. Lợi dụng tình hình đó, chị Tê vùng dậy định chạy thoát. Ông cự chụp lại, đe dọa chị Tê không được tiết lộ chuyện này với ai, nếu không sẽ giết chị và cả gia đình. Chị Tê lo sợ, chỉ biết gật đầu, rồi chạy xuống nhà. Đúng lúc này, người em họ leo cổng rào vào trong, có ông cự lấy xe hơi, bỏ đi khỏi nhà. Quá hoảng sợ, chị Tê nhờ người bạn thu xếp về Mỹ gấp, không kịp báo ai. Cũng theo đơn tố cáo, Quá trình ông cự dùng vũ lực để xâm hại chị T, ông này có đè mạnh xuống giường, bóp cổ, khiến chị có nhiều dấu vết chảy xước. Khi rời khỏi Việt Nam, lúc quá cảnh tại Hồng Kông, chị T mới gọi điện về cho cha là ông T để khóc lóc kể về chuyện vừa xảy ra. Tại Việt Nam, ông T đã gửi đơn tố cáo ông cự vị con rể hờ. Chị T thông qua xác thực của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ đã gửi nhiều bằng tương trình, đơn tố cáo về Việt Nam sau đó, chị Tê cũng về nước để tố cáo cự về hành vi hiếp dâm và đe dọa giết người. Khi công an điều tra đã xác định Lê Phú Cự bỏ đi khỏi địa phương, công an đã phát đi thông báo truy tìm và gần 5 tháng sau đã khởi tố vụ án hiếp dâm. Công an quận 7 còn có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Cự về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, viện kiểm sát nhân dân quận 7 ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can vì xác định ngoài lời khai của bị hại PTT thì không còn chứng cứ trực tiếp nào khác. Lời khai nhân chứng NV không trực tiếp nhìn thấy sự việc và hậu quả việc giao cấu cũng chưa xảy ra. Từ đó, công an quận 7 ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự hiếp dâm đối với Lê Phú Cự vì hết thời hạn điều tra nhưng không đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội. Chị T và người đại diện ủy quyền là cha ruột ông PVT, sinh năm 1950, ngụ quận 7, liên tục có đơn khiếu nại gửi các cơ quan tố tụng địa phương và trung ương vì cho rằng Quá trình điều tra giải quyết vụ án có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Thậm chí, các chuyên gia pháp luật cũng đặc biệt quan tâm vụ án này và có văn bản gửi đến các cơ quan tố tụng. Sau đó, công an thành phố Hồ Chí Minh rút hồ sơ phục hồi điều tra vụ án vào đầu năm 2018 và đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi lệnh truy nã đối với bị can Lê Phú Cự.